Tại Hà Nội, vừa diễn ra buổi họp báo về triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại Việt Nam mang chủ đề Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh. Đây là sự kiện quốc tế chuyên ngành về lĩnh vực này được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Tại họp báo, đại diện Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, năm nay, sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Đan Mạch, Đài Loan, New Zealand, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Pháp, Việt Nam tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của các nhóm ngành hàng gồm sữa và sản phẩm sữa, công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì sữa, thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm sữa, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số trong ngành công nghiệp sữa. Nhằm tăng cường giao thương hiệu quả cho các doanh nghiệp, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động chuyên ngành về các giải pháp áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành sữa Việt Nam, giải pháp tăng cường tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam, kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp ngành chăn nuôi và chế biến sữa.